Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Xin kính chào tất cả quý ông bà anh chị em. Tôi được phép của cha xứ về đây cùng với anh chị em ba buổi chiều. Chúng ta cùng nhau nghe lời Chúa và tĩnh tâm trong ba buổi chiều. Xin Chúa đến ban Thánh Thần của Ngài đến trên chúng ta để giúp chúng ta nhận ra tội lỗi của mình, nhận ra những khuyết điểm của mình trong cuộc sống, trong tương quan với Chúa, với anh chị em của mình, để có những quyết định cần thiết để điều chỉnh cuộc sống theo đòi hỏi của lời Chúa. Để lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận, cộng đoàn chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi. Vì vậy tôi xin Đức Bà trọn đời đồng trinh cả thiên thần, cả thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa giúp chúng con mới biết hy sinh hãm mình để tránh xa tội lỗi, đồng thời biết thi hành bác ái để thánh hóa xác hồn. Xin cho chúng con được trung thành giữ điều răn Chúa và trở nên người mới, hầu xứng đáng mừng lễ vượt qua. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Cha Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môi-se rằng: Ngươi hãy đi xuống, dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai Cập đã phạm tội. Chúng đã sớm bỏ đường lối ta đã chỉ dạy cho chúng. Chúng đã đúc tượng bò con và sấp mình thờ lạy nó. Chúng đã dâng lên nó những lễ hiến tế và nói rằng: Hỡi Israel, này là Thiên Chúa ngươi, đấng đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Chúa phán cùng Môi-se: Ta thấy rõ dân này là một dân cứng cổ. Ngươi hãy để ta làm, ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với chúng và sẽ hủy diệt chúng. Rồi ta sẽ làm cho ngươi trở nên tổ phụ một dân tộc vĩ đại. Môi-se van xin Chúa là Thiên Chúa của ông rằng: Lạy Chúa, tại sao Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân mà Chúa đã dùng quyền lực và cánh tay hùng mạnh đưa ra khỏi đất Ai Cập? Xin Chúa đừng để cho người Ai Cập nói rằng: Người đã khéo dẫn họ đến đây để giết họ trên núi và hủy diệt họ khỏi mặt đất. Xin Chúa nguôi giận và tỏ lòng khoan dung đối với tội lỗi dân Chúa. Xin Chúa nhớ đến Abraham, Isaac và Israel tôi tớ Chúa, vì chính Chúa đã thề hứa rằng: Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi sinh sản ra nhiều như sao trên trời,
Ta sẽ ban cho con cháu các ngươi toàn cõi xứ này như ta đã hứa, và các ngươi sẽ chiếm hữu xứ này mãi mãi. Chúa đắc nguôi cơn nổi giận, không thực hiện điều dữ mà người đe dọa phạt dân người. Đó là lời Chúa. Dân chung đúc hình bò con tại Hô-rét và đã thờ lay tượng đúc bằng vàng. Họ đem đôi trác vinh quang của họ lấy hình tượng bò sông bằng cỏ khô. Họ đã quên Chúa là đấng cứu thoát họ. Bên Ai Cập, Chúa đã làm những việc phi thường, những việc lạ lùng trong đất Cam, những điều kỳ diệu trên biển đó. Người toan tinh sẽ tiêu diệt họ. Nếu Môi-se, kẻ Chúa đã chọn riêng, không đứng ra cầu xin dùm họ, để xin người cho họ sống an. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người đáp: Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? Ông ấy thưa: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ mình có lý nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức Giêsu đáp: Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy, trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy và chạy lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu, đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại. Rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền, trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Đó là lời Chúa.
Kính thưa anh chị em, chúng ta đang ở trong năm lòng thương xót của Chúa. Nói về đề tài lòng thương xót của Chúa thì là một đề tài rất lớn và rất rộng. Bởi vì từ Cựu Ước cho đến Tân Ước, cả bài đọc một ngày hôm nay cũng cho thấy tấm lòng thương xót của Thiên Chúa. Dân thờ bò vàng đáng lẽ bị phạt, nhưng rồi ông Mô-xê cầu nguyện và Chúa đã tha thứ cho dân. Lòng thương xót là như vậy. Lòng thương xót là chúng ta phạm một cái tội gì đấy đáng phạt, nhưng mà thay vì Chúa phạt thì Chúa lại tha thứ. Vì đề tài quá rộng và to lớn, do đó tôi xin được gom lại thành một vài số điều cần thiết để chúng ta cùng nhau suy nghĩ trong mùa chay thánh này, để chúng ta điều chỉnh cuộc sống của chúng ta cho phù hợp với tình thương của Chúa, cho phù hợp với đòi hỏi của lời Chúa. Trong tuần vừa rồi, thứ tư, chủ nhật mùa chay, chúng ta có đọc về dụ ngôn tình phụ tử. Ở nơi đó cho chúng ta thấy tình thương của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người. Trong kinh nghiệm mục vụ, chúng tôi thấy có những người đến xưng tội nhưng mà rồi sao mà nghẹn cổ, không có xưng được. Chúng tôi phải nói là tình thương của Chúa lớn hơn tội của anh, lớn hơn tội của chị nhiều. Và họ đã bình tĩnh lại và đã xưng tội. Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta là loài có lý trí và tự do. Thế anh con thứ nổi hứng lên là xin chia gia tài. Anh cảm thấy ở trong nhà cha không hạnh phúc mấy. Anh muốn chạy đi phương xa để được thỏa chí tam bồng. Sau khi đã lãnh nhận phần gia tài của mình, anh bỏ nhà ra đi. Và đường đời đã dạy cho anh những bài học cần thiết. Cuối cùng anh trở thành một người đi ở đợ cho người ngoại và chăn heo. Đây là một điều nhục nhã anh chị em ạ. Người ta hãnh diện dân Israel là dân riêng của Thiên Chúa, mà bây giờ đi ở đợ cho một người ngoại giáo thì đấy là một nhục nhã lắm. Anh biết điều ấy. Nhưng rồi lại còn đi chăn heo nữa. Con heo là cái con vật ô uế. Thật là anh rời nhà cha đi, cái nhân phẩm của anh nó xuống cho tới tận cùng. Cho đến anh thèm cám heo ăn cũng chẳng có để mà ăn nữa. Rồi trong cái thân phận như vậy, anh nghĩ ra mình là con, mà bao nhiêu người làm công cho cha cơm ăn áo mặc, còn mình là con ở đây phải chết đói hay sao? Và anh ta đã soạn một cái bài ca vọng cổ. Gọi là bài ca vọng cổ là bởi vì anh muốn trở về với cha, nhưng không phải vì thương cha, mến cha, nhớ cha, nhưng là chỉ để giải quyết cái đói của anh thôi, vì anh đói quá rồi. Anh đã soạn là: lạy cha, con đã xúc phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con của cha nữa. Xin cha coi con như người làm công của cha vậy. Thế là anh soạn được cái bài ca đó, anh thấy hay lắm. Thế là anh đi về.
Người cha là anh chị em phải biết là cái ông cha này chẳng không có ông cha nào ở trần gian này giống cái ông cha này cả. Mình còn đang sống ở đấy mà con đòi chia gia tài, ông cũng chia luôn. Vì cha mẹ chết đó rồi mới hưởng nhé. Giờ ông đang sống vậy ông đòi chia gia tài, ông chia. Rồi con ở nhà thì ông tốt thôi, con bỏ đi thì cũng, ông cũng tôn trọng tự do đứa con. Rồi hình như hàng ngày ông lên một cái nơi cao trong nhà để nhìn về phương xa, ông hy vọng thằng con của ông sẽ trở về. Và đúng rồi, ông đã không lầm. Ông đã xa xa, ông nhìn thấy một cái thân tàn ma dại đang là lang thang lếch thếch bước đi. Ông bỗng nhận ra đấy là đứa con của ông. Và giữa khoảng cách giữa ông với người con hoang đàng còn khá xa. Do đó ông đã chạy. Đám đầy tớ ngạc nhiên quá thể. Ông chủ của mình là mọi khi là ông đạo mạo lắm, mà hôm nay sao ông lại chạy thế này? Vậy là có chuyện lớn lắm ạ. Có biến cố lớn lắm ạ. Và rồi khi gặp lấy người con, người cha đã ôm lấy anh và hôn lấy hôn để. Và người con hoang đàng bắt đầu ca bài vọng cổ mà anh đã soạn ở chuồng heo. Thì chẳng hiểu là anh nghẹn họng anh ca không hết, hay là anh cảm thấy tình thương của cha không cho phép anh đóng kịch thêm nữa. Lạy cha, con đã xúc phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con của cha nữa. Anh chỉ ca được có đến đấy thôi. Bài ca anh soạn thêm nữa, nhưng mà đến đấy anh chỉ ca được có một nửa. Người cha hình như không muốn nghe cái bài ca của thằng con ca lên. Nhưng ông nhìn lại đằng sau, ông thấy một loạt các đầy tớ chạy theo ông, bởi vì họ đánh giá là chuyện gì quan trọng lắm. Bởi vì ông chủ của mình là xưa nay là đạo mạo lắm, mà sao hôm nay ông lại chạy như thế là có chuyện lớn chuyện. Và ông đã ra một loạt những mệnh lệnh cho các đầy tớ. Đem nhẫn xỏ vào tay cậu, lấy giày cho cậu đi, lấy áo mới cho cậu mặc, và giết con bê béo để ăn mừng. Lý lẽ là con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã thất lạc mà nay lại tìm thấy. Người cha không có la mắng con và không có bắt con làm kiểm điểm xem đã chi tiêu ra sao, giờ còn lại là bao nhiêu. Không, ta thấy đúng là không có ông cha trần gian nào mà giống cái ông cha này cả. Điều này cho thấy tình thương của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người. Do đó dù chúng ta có tội lỗi đến đâu đi chăng nữa, chúng ta hãy về với Thiên Chúa là cha của chúng ta. Ngài muốn chúng ta trở về với Ngài. Ngài không muốn kẻ dữ phải chết, nhưng muốn họ sám hối và được sống. Thế trong ba cái dụ ngôn ở trong Tin Mừng Luca chương 15, trong đó có dụ ngôn một người mục tử có 100 con chiên, một con đi lạc. Một người đàn bà có 10 đồng bạc, một đồng bị thất lạc. Và người cha có 2 người con, một đứa đi hoang đàn. Cả ba dụ ngôn đều nhấn đến số 1. 1/100, 1/10, 1/2. Để nói lên là mỗi người trong chúng ta là một đối tượng để cho Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc. Ngài yêu thương và chăm sóc mỗi người trong chúng ta như thể là trên thế gian này chỉ có một mình ta thôi. Mà lạ vậy, tình thương của Chúa Thiên Chúa to lớn như vậy mà được bao nhiêu người cảm nghiệm được tình thương của Chúa trên đời mình, cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa trên đời mình. Đấy, cái lạ là lạ ở chỗ đấy. Tại làm sao
hai dụ ngôn đầu. Người mục tử đi tìm con chiên lạc, người đàn bà trong đèn lên quét dọn để tìm được một đồng bạc đã mất. Còn dụ ngôn tình phụ tử, người cha không đi tìm con. Anh chị em có bao giờ thắc mắc như vậy không? Bởi vì một con chiên khi mà nó đã lạc rồi thì nó không biết đường về nhà nữa, nó không biết về đường về chuồng nữa. Thế là ông chủ phải đi tìm. Mà tìm được rồi ông phấn khởi lắm, vác lên vai rồi mời mọi người đến ăn mừng. Rồi cái đồng tiền nó là một cái vật vô tri vô giác. Một khi nó đã rời khỏi túi của bà chủ rồi, nó thất lạc rồi, thì nó không còn khả năng để trở về cái túi của bà ấy nữa. Do đó bà ấy phải đi tìm. Còn trong dụ ngôn tình phụ tử, vì anh là một con người, anh là một con người có lý trí và tự do, người cha chỉ mong người con trở về, chứ người cha không đi tìm con, vì tôn trọng tự do của đứa con của mình. Chúng ta thấy cái anh hoang đàng này, anh có nhiều thái độ, nhiều thái độ để chọn lựa. Thái độ thứ nhất là ở chuồng heo, cám heo cũng không có mà ăn nữa, dù do nó ở chuồng heo là chết. Đấy là thái độ thứ nhất. Thái độ thứ hai là tiếp tục đi quậy phá, ăn trộm, ăn cướp để có đồ sống qua ngày. Đấy là thái độ thứ hai. Và thái độ thứ ba là quay trở về với cha, xin làm công cho cha thôi. Bởi vì tất cả những gì của cha bây giờ là anh hết rồi, anh phần anh là chia rồi, còn lại là của anh hai. Anh mà lén phén gì đấy, anh hai có ý kiến là cũng mệt lắm. Do đó là xin làm công cho cha, để rồi anh hai không có gì để xỉa xói mình. Vì anh là một con người có lý trí, có tự do, do đó anh phải quyết định quay trở về với Thiên Chúa. Hai dụ ngôn đầu nói lên Thiên Chúa đi tìm con người, và dụ ngôn thứ ba, dụ ngôn tình phụ tử, là con người phải quyết định quay trở về với Thiên Chúa thì mới có cuộc gặp gỡ, mới có cuộc tha thứ, mới có sự biến đổi. Chúng ta khác con chiên ở chỗ đấy, và chúng ta khác cái đồng bạc ở chỗ đấy. Vì chúng ta là loài có lý trí và tự do, mà Chúa tôn trọng tự do của chúng ta, tôn trọng sự quyết định của chúng ta. Phải qua dụ ngôn tình phụ tử, chúng ta thấy tình thương của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Và chúng ta là loài có lý trí và tự do, do đó chúng ta phải quyết định trở về với Thiên Chúa. Để có một cuộc gặp gỡ thì chúng ta thấy hai bên phải muốn tìm nhau, hai bên phải muốn gặp nhau thì mới có cuộc gặp gỡ. Về phía của Chúa Giêsu thì Ngài làm xong cái công việc tìm ta rồi, Ngài đã tới điểm hẹn rồi và đang chờ đợi ta. Chúng ta không lên trời được thì Chúa đã phải từ cõi trời để đến với cõi đất của chúng ta. Chúng ta sống không cùng thời với Ngài, Ngài đã từ cõi chết sống lại để vượt không gian và thời gian để có mặt với chúng ta ngày hôm nay trong cuộc sống cụ thể của mỗi người. Chúa nói Thầy ở cùng với anh em mọi ngày cho đến tận thế, là Chúa đang có mặt ở đây rồi. Không phải là chúng ta chờ Chúa đâu, nhưng là Chúa đợi ta đấy, vì Ngài đã tới điểm hẹn rồi. Nhưng vì con người chúng ta quá bận tâm, lo làm ăn, lo hưởng thụ, chẳng bao giờ chúng ta tìm suy nghĩ về cái chuyện chiều sâu của đời sống lòng tin. Chẳng bao giờ chúng ta đặt ra những vấn đề căn bản của con người. Con người là ai? Con người từ đâu mà đến? Con người có mặt ở trần gian này để làm gì? Sau khi chết con người sẽ đi về đâu? Tại sao con người phải đau khổ? Tại sao con người lại phải chết? Nhiều khi ta coi nhẹ vấn đề đức tin,
coi nhẹ vấn đề tôn giáo, rồi chúng ta lo làm ăn, lo hưởng thụ. Thậm chí là các gia đình bây giờ, một số các gia đình không còn có giờ kinh tối trong gia đình nữa, lúc nào cũng cấp tốc, lúc nào cũng bận rộn, để rồi không còn giờ thờ phượng Chúa nữa. Và vì Chúa đã có mặt ở đây rồi, Ngài đợi chúng ta lâu quá rồi, do đó Ngài phải tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta có cơ hội gặp Ngài. Chúng ta thấy Ngài thường đẩy người ta vào chân tường hết. Những người đang có chức, có quyền, Chúa đẩy một phát vào chân tường. Những người triệu phú, tỷ phú, giàu có, Chúa đẩy một cái vào chân tường. Đêm về đặt tay lên trán suy gẫm. Trước đây mình là ông nọ bà kia mà bây giờ còn có nhiêu đây, còn có cái quần đùi với cái áo lót về thế. Rồi lúc bây giờ người ta có cơ may gặp gỡ Chúa. Đấy là tình thương của Chúa đấy, tình thương xót của Chúa đấy. Sau năm 75, một số anh em sĩ quan chế độ cũ đi học tập, một số anh em về chia sẻ là: này, có Chúa thật ấy, anh đi đạo 60 năm rồi, anh có đạo 60 năm rồi mà giờ này anh mới xác định là có Chúa thật ấy. Bởi vì anh chia sẻ rằng là trước đây hết tôi rảnh là tôi ăn nhậu, hết tôi rảnh là tôi đánh bạc. Một cuộc đời hết rảnh là ăn nhậu, rảnh là đánh bạc, thì kết thúc cuộc đời đó sẽ như thế nào? Chúa đang ở đấy, Chúa đang có mặt ở đây rồi, đang đợi ta rồi. Nhưng mà ta để rảnh thì ăn nhậu, rảnh thì đánh bạc. Như vậy Chúa đẩy một phát vào chân tường. Đêm về đặt tay lên trán suy gẫm. Trước đây mình là ông nọ ông kia mà bây giờ còn có cái quần đùi với cái áo lót vậy thế. Và Chúa đã đến. Anh chia sẻ là trong lúc vợ con chưa đến được với tôi thì Chúa đến được với tôi. Tôi kinh nghiệm được cái sự bình an và niềm vui ở trong tâm hồn. Đấy. Vậy ta phải tạ ơn Chúa vì được đi tù đấy nhá. Tạ ơn Chúa vì được đi học tập cải tạo đấy. Vậy như vậy ta mới có cơ may gặp Chúa đấy. Rồi khi cuộc chiến Iraq xảy ra được 3 ngày, một linh mục tuyên úy quân đội Mỹ phát biểu: tôi không có trách nhiệm giải thoát người dân Iraq khỏi tay ông Saddam Hussein, nhưng tôi có trách nhiệm giải thoát binh lính Mỹ thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Đa số binh lính Mỹ ở hậu phương đã bỏ đạo lâu rồi. Hôm nay ra chiến trường đối diện với đau khổ và chết chóc, họ đã biết tìm đến linh mục tuyên úy để xưng tội. Một số khác ở hậu phương ăn chơi trác táng, vợ nọ con kia, bây giờ đối diện với đau khổ và chết chóc, họ đã biết tìm đến linh mục tuyên úy để hợp thức hóa cái hôn phối rối của họ. Như vậy là một cách nào đấy, chiến tranh cũng là một ơn của Chúa nhé. Một cách nào đấy ta cũng phải tạ ơn Chúa khi Chúa gửi chiến tranh tới nhé. Thưa anh chị em, cái mục đích của Chúa là chỉ muốn chúng ta được ơn cứu độ thôi. Nhưng mà Ngài thấy con đường của chúng ta đang đi là con đường xuống hỏa ngục, thì Chúa sẽ đạp đổ hết. Và muốn nói với chúng ta rằng chúng con chọn lầm rồi, chúng con đi sai rồi, con đường này không vào nước trời, con đường này xuống hỏa ngục, chúng con chọn lại đi, đi sai rồi, chọn lại đi. Vậy là Chúa thương ta, Chúa thương ta chứ đâu phải là Chúa phạt ta. Thành ra Chúa đã đấng điều khiển cái vũ trụ này, là điều khiển lịch sử nhân loại và hướng dẫn các biến cố trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đang sống trong một thế giới tục hóa, một thế giới con người chối bỏ Thiên Chúa và chạy theo ma quỷ. Thành ra Chúa phải làm nhiều chuyện lắm để kêu gọi con người. Thành ra ta phải tạ ơn Chúa vì được đi tù nhá. Tạ ơn Chúa vì Chúa gửi chiến tranh tới nhá. Và một cách nào đó ta cũng tạ ơn Chúa, Chúa gửi sóng thần tới nhá, động đất tới nhá, bão tố lũ lụt tới nhá, rồi hết dịch nọ tới dịch kia nhá. Chúa nói lầm rồi, chúng con đi lầm rồi, chúng con đi sai rồi. Con đường này xuống hỏa ngục chứ con đường này không vào nước trời. Chúa đánh thức chúng ta. Các biến cố xảy đến, Thánh Phaolô dạy anh em hãy tạ ơn Chúa trong mọi dịp, vì đấy là ý của Chúa về anh em. Thế thì tình thương của Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta nhiều. Và Chúa chỉ có một cách đấy, là kêu gọi chúng ta để chúng ta được ơn cứu độ.
Thành ra Chúa để các biến cố to lớn xảy đến để chúng ta suy nghĩ lại, đặt lại vấn đề, đặt ra những câu hỏi: con người là ai? Con người có mặt ở trần gian này để làm gì? Chết rồi sẽ đi về đâu? Tại sao lại đau khổ? Tại sao lại phải chết? Ai cũng muốn hạnh phúc cả, ai cũng muốn hòa bình cả. Nhưng mở tivi ra thì chỉ thấy đánh cảm tử với lại sát hại các con tin với lại khoe các vũ khí. Vậy thì dụ ngôn tình phụ tử nói lên tình thương của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Chúng ta hãy quyết định, dù tội lỗi cỡ nào đi chăng nữa, ta hãy quyết định về với Chúa. Chúa như là người cha giang hai tay mở lòng ra đón người con trở về. Cha không hề có lời trách móc gì đứa con hoang đàng, mà phục hồi người con, một loạt những mệnh lệnh cho đầy tớ để phục hồi. Chỉ có đứa con trong nhà mới được đeo nhẫn, chỉ có đứa con mới được đi giày đi dép, mặc áo mới. Hôm nay là đại lễ của gia đình, mở tiệc ăn mừng. Thiên Chúa đối với tội nhân là như vậy. Rồi đến cái dụ ngôn kế tiếp mà tôi muốn mời anh chị em, đó là câu chuyện chị phụ nữ ngoại tình. Hôm ấy là người ta đẩy đến trước mặt Chúa một chị phụ nữ phạm tội ngoại tình, và họ nói rằng theo luật Mô-xê thì chúng tôi phải ném người đàn bà này chết. Vậy thầy nghĩ sao? Ta có thể thấy là Chúa gỡ một bàn thua trông thấy cho cái chị phụ nữ ngoại tình này. Kinh sư Pha-ri-siêu cứ hỏi ngài hoài, ngài cúi xuống viết ở trên đất, vì họ đang hung hăng theo luật Mô-xê. Bây giờ Chúa để một khoảng trống thinh lặng, ngài ngồi viết dưới đất ấy, chả biết ngài viết cái gì. Nhưng rồi mỗi người phải im lặng suy nghĩ, và Chúa muốn chuyển người ta vào tòa án lương tâm. Và người ta cứ hỏi ngài mãi, ngài cầm cục đá lên, ngài nói: ai trong các ông là những người vô tội, ném đá trước đi. Cũng may hôm ấy ghi là, tin mừng ghi là những anh nhiều tuổi hơn rút lui trước. Chứ tôi giả sử hôm ấy mà có anh nào mà to gan đứng lại mà cầm cục đá mà ném cái chị phụ nữ ngoại tình thì Chúa sẽ nói tội của họ ra thì xấu hổ lắm. Chúa sẽ nói tội của họ ra thì khốn khổ lắm. Do đó họ cũng khôn, họ rút lui trước. Không anh nào dám, bởi cái tiêu chuẩn của ngài là anh nào cảm thấy mình vô tội, nhận thấy mình vô tội, ném đi. Nhưng mà càng xét mình, đấy cái thời gian im lặng ấy là đủ cho người ta nhìn vào chính mình. Trước tòa án lương tâm người ta thấy quá thể. Bây giờ người ta nhân danh luật Mô-xê để ném đá cái chị ngoại tình này. Bây giờ Chúa đưa họ về luật tòa án lương tâm. Ai trong anh em vô tội ném trước đi. Và chúng ta thấy Chúa nói với chị phụ nữ ngoại tình: tôi cũng không kết án chị đâu, chị ấy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Nghĩa là Chúa mở một con đường, Chúa mở một con đường để cho con người sống, để cho con người bước đi. Chúa không có gài triệt. Anh em kinh sư Pha-ri-siêu là muốn đem đá chết cho người ta, gài triệt luôn. Trong chúng ta đây có những người nào nghiện ma túy hay là có những cái khuyết điểm nào đấy, rồi thì chúng ta cứ nhìn họ rồi chúng ta cứ ấn tượng ở trong đầu là cái tên đấy là cái tên trộm cắp, cái tên đấy là cái tên nghiện ma túy, rồi chúng ta đóng cổng chặt quá rồi người ta không làm sao mà thoát ra được nữa. Đấy. Chúa Giêsu là cái đấng tình thương của ngài lớn hơn tội lỗi của chúng ta, nhưng mà đối với tội nhân là ngài mở đường. Ngài mở đường để cho người ta tiến tới, để người ta có cơ hội mới. Thánh Augustine nói là như vậy. Thánh Phaolô đã có một thời kinh nghiệm về con người yếu hèn tội lỗi của mình, và Chúa đã mở đường sám hối để rồi trở thành một vị thánh tiến sĩ của giáo hội đấy chứ.
Thánh Phaolô cũng vậy nhé, từ một anh đi bắt đạo, đáng lẽ thì bị ăn đòn, bị phạt, nhưng rồi thì lại trở thành một vị tông đồ đi rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Đấy, Thiên Chúa là như vậy, tấm lòng của Đức Giêsu là như vậy. Tình thương của Chúa lớn hơn tội lỗi của con người. Nhưng đối với tội nhân là Ngài mở đường, mở cho một con đường ở phía trước để họ tiến tới, chứ không có gài triệt họ. Mình cứ nhìn một người với tất cả những cái thành kiến của mình, rồi cuối cùng ra ta không có tương quan tốt với họ. Họ có thể là được ơn của Chúa đã được biến đổi rồi, và chúng ta cứ có cái nhìn ấy để mà nhìn họ thì mệt quá. Đấy, chúng ta cần xin Chúa ban cho chúng ta thần khí của Chúa, để chúng ta đừng có gài triệt anh em, mà phải để họ có một con đường thoát, họ có một con đường tiến tới về phía trước để làm lại cuộc đời. Tôi cũng không kết án chị đâu, chị ấy về và từ nay đừng phạm tội nữa. Đấy. Để chúng ta học nơi tấm lòng thương xót của Thiên Chúa, của Đức Giêsu đối với tội nhân. Trong ba cái tin mừng ở trong tin mừng Luca chương 15 là nói lên tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với các tội nhân. Còn trong cái dụ ngôn, trong cái biến cố người phụ nữ ngoại tình, thì đấy là Chúa Giêsu mở một con đường để cho người tội nhân có một cơ hội để làm lại cuộc đời của mình. Thế thì sau khi đã chiêm ngắm tình thương của Thiên Chúa, đã chiêm ngắm tấm lòng quảng đại của Đức Giêsu đối với các tội nhân, thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Thưa, chúng ta được mời gọi đón nhận Chúa Giêsu và nên một với Ngài, nghĩa là ta đầy ơn Thánh Thần. Anh chị em nhìn vào giáo hội mà xem, có rất nhiều người có đạo nhưng mà chẳng biết Chúa Giêsu là ai cả, nghĩa là không có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa trong cuộc đời. Đạo thì có đạo, mà năm nào chúng ta cũng đối diện với Chúa cái câu hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ta không gặp gỡ Chúa, ta khó có câu trả lời lắm. Nếu Đức Giêsu là cái đấng ban cho chúng ta tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc, gia đình, nếu Đức Giêsu là đấng ban cho chúng ta cơm áo gạo tiền, nếu Đức Giêsu là đấng nắm quyền sinh tử trên cuộc đời của chúng ta, thì Ngài ở vị trí nào trong cuộc đời của chúng ta? Cái thế giới tục hóa ngày hôm nay là con người không cần Thiên Chúa, con người không cần ơn cứu độ. Bây giờ muốn cho điện sáng, quạt quay, ta phải cắm sợi dây điện vào ổ điện chứ. Bây giờ ta kéo cái sợi dây điện ra khỏi ổ điện rồi, thì bảo ổ là sao tối thui và sao điện không sáng, quạt không quay. Thiên Chúa là cái nguồn, nguồn tình yêu, nguồn sự sống, nguồn hạnh phúc. Và ai cũng muốn hạnh phúc cả, ai cũng muốn tình yêu cả, ai cũng muốn sự sống cả, mà không cần Chúa. Như thế có vẻ ngạc nhiên không? Trong thế giới tục hóa ngày hôm nay, con người tưởng rằng mình có thể xây dựng hạnh phúc gia đình mà không cần Chúa. Trong thế giới tục hóa ngày hôm nay, người ta tưởng rằng có thể xây dựng cho mình cái thiên đàng ở trần gian này mà không cần Chúa. Chúng ta chỉ cần mở tivi để chúng ta coi xem người ta đang xây cho mình cái thiên đàng ở trần gian này nó là cái gì. Trong các gia đình, một cái đỉnh cao người ta đếm được một năm 60.000 gia đình tan vỡ. Người ta tưởng rằng người ta có thể xây dựng hạnh phúc gia đình mà không cần Chúa. Vỡ hết anh chị em ạ, vỡ hết. Chúng ta không thể đi theo Chúa bằng sức con người của chúng ta được. Chúng ta phải theo Chúa bằng ơn của Chúa. Tôi nhớ có một vài lời nguyện nhập lễ trong thánh lễ. Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa. Ồ, giờ ta không có ơn Chúa, ta đứng vững không? Chúng ta nhớ trong cái vườn Gethsemane, Chúa Giêsu nói với các tông đồ: nội trong đêm nay tất cả anh em sẽ bỏ thầy. Nếu mà các ông ấy đến ôm lấy Chúa Giêsu, nắm lấy Chúa Giêsu, thưa thầy, xin thầy thương anh em chúng con, chứ đâu đến nỗi tệ quá như vậy.
thì chắc là các ông ấy không có chuyện gì đâu xảy ra đâu. Nhưng đằng này tất cả đều khẳng định mình, mình đàn ông, mình bắp thịt thuyền trai, dứt khoát là theo thầy. Làm gì có chuyện bỏ thầy. Ông Phêrô còn mạnh hơn tất cả các vị khác, dù tất cả anh em bỏ thầy, riêng Phêrô là sẽ vào tù ra khám với thầy. Và anh chị em biết kết quả là như thế nào rồi. Đấy, sức con người đấy. Sức con người đi theo Chúa bằng con người tự nhiên đấy. Chúa biểu cầu nguyện mà có vị nào cầu nguyện đâu. Chúa biểu tỉnh thức mà có vị nào tỉnh thức đâu. Té ngã hết. Tôi cho rằng đấy là những cú té ngã ơn phúc để dạy các tông đồ và dạy chúng ta ngày hôm nay nữa. Chúa sợ chúng ta ngày hôm nay lâm vào hoàn cảnh vườn Giê-xi-ma-ni. Vườn Giê-xi-ma-ni thầy hấp hối chết mà các môn đệ ngủ. Ngày hôm nay giáo hội bị bách hại mà con cái giáo hội ngủ. Ngủ ở đây theo nghĩa là chẳng hiểu gì cả, chẳng biết ý nghĩa như gì đang xảy ra, hay là đang nằm ở trong tội lỗi của mình, do đó chẳng biết gì hết, chẳng thấy gì hết. Đấy là sức của con người đó. Hay nhiều khi suy gẫm những cái biến cố như vậy để giúp chúng ta khiêm tốn hơn, chúng ta cầu nguyện hơn, chúng ta trông cậy vào Chúa hơn. Thế để sau khi chúng ta lãnh nhận tình thương của Chúa, biết là tình thương của Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta, do đó chúng ta không được phép tuyệt vọng. Là người con cái của Chúa, chúng ta sẽ không thất vọng trong bất cứ hoàn cảnh nào, bởi vì chúng ta có Đức Kitô là Chúa. Và trong mọi trường hợp, nếu chúng ta tin cậy nơi Ngài, thì Ngài Đức Giê-xu đủ quyền năng để biến đổi sự dữ thành sự lành, tội lỗi thành tội hồng phúc, đau khổ thành niềm vui cho chúng ta. Thế chúng ta sẽ không thất vọng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và chúng ta được mời gọi đón nhận Chúa Giê-xu và nên một với Ngài. Hay nói cách khác là đầy ơn Thánh Thần. Thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể sống giáo huấn của Chúa được. Thế thì cái dụ ngôn kế tiếp mà tôi muốn giới thiệu với anh chị em là chính là dụ ngôn người Samari nhân hậu. Một người bị đánh cướp rồi nằm ở dọc đường, giờ sống giờ chết. Các thầy tư tế và trợ tế đi qua là bởi vì luật phụng vụ, luật bàn thờ, đụng vô cái xác chết, đụng vô cái người chảy máu rồi đâm ra tay mình cũng ô uế luôn, không phục vụ được, do đó là lách sang một bên đi để khỏi phạm luật. Thế đây không phải là Chúa so sánh giữa một giáo sĩ với giáo dân, nhưng đây là Chúa so sánh người có đạo với người ngoại giáo. Cái anh Samari này là cái anh lạc đạo. Anh Samari đối với người Do Thái là một anh lạc đạo. Anh này thì xuống đã làm những gì thì chúng ta đã nghe biết rồi. Thoa dầu, rồi vực lên lừa, đưa về quán trọ. Sáng mai còn nói với ông chủ là ông chăm sóc tiếp đi, về bao nhiêu thì tôi sẽ trả. Cái giáo huấn của cái dụ ngôn người Samari nhân hậu này là bác ái vô biên giới. Cái anh Samari này không có đứng lại dòm xem anh này là ai. Anh là người miền Nam hay người miền Bắc, người Galilee hay là người Giu-đê, anh da trắng hay da đen. Mà chỉ biết có một điều là ở trước mặt mình là một người cần sự giúp đỡ, thì anh ta giúp đỡ. Gọi là bác ái vô biên giới. Không có phân biệt đối xử với ai cả. Và bác ái Kitô giáo của chúng ta mời gọi như vậy. Chúng ta sẽ không phân biệt người này là miền Nam hay miền Bắc, người này là tư bản hay là cộng sản, người này da trắng hay da đen. Nhưng trước mặt chúng ta là một người cần sự giúp đỡ. Thì Chúa dạy chúng ta hãy tỏ lòng thương xót đối với họ. Bởi vì Chúa đã tỏ lòng thương xót đối với ta, để đến phiên ta tỏ lòng thương xót đối với họ. Bác ái vô biên giới. Trong thời đại chúng ta có cuộc sống của mẹ Teresa thành Calcutta. Trong một cái thế giới mà người ta lo sợ quá thể, người thì đông quá, lương thực thì ít quá,
làm sao mà sống? Và một số nước trên thế giới này đã chọn một giải pháp phi nhân, đó là chọn pháp giải pháp phá thai để giải quyết vấn đề nhân mãn. Trong cái thế giới đang lấn cấn như thế thì Chúa cho xuất hiện mẹ Teresa thành Calcutta. Mẹ Teresa thành Calcutta chỉ có tay không thôi, mà nuôi bao nhiêu người nghèo mấy chục năm trời. Và mẹ chưa bao giờ ra một cái thông cáo là hôm nay hội dòng không còn cái gì để cho người nghèo. Mẹ luôn luôn có đồ để giúp đỡ người nghèo. Và mẹ còn nhắn gửi các đôi vợ chồng, ai sanh con ra mà không đủ khả năng nuôi con, đem con tới cho mẹ. Lạ thế. Với qua cuộc đời của mẹ Teresa, Chúa muốn nói gì với cái thế giới tục hóa ngày hôm nay? Con người quá lo lắng, người đông quá mà lương thực thì ít quá, làm sao mà sống? Qua lối sống của mẹ Teresa, người ta biết rằng khởi đầu là mẹ tham dự thánh lễ để trân trọng đón nhận Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Cuối ngày mẹ ngồi trước thánh thể một tiếng đồng hồ. Còn tất cả những thời giờ còn lại, mẹ đón nhận Chúa Giêsu ẩn mình nơi những người nghèo khổ. Như vậy theo mẹ Teresa, Chúa Giêsu ẩn mình trong bí tích thánh thể và Chúa Giêsu ẩn mình nơi người nghèo là một Chúa Giêsu. Do đó là mẹ tiếp đón như nhau. Đấy, bác ái không biên giới này như vậy. Mẹ không có phân biệt ai cả. Thế ai nghèo đói đến với mẹ là đều được cứu giúp cả. Thế qua cuộc đời của mẹ Teresa thành Calcutta, Thiên Chúa nói với cái thế giới tục hóa của chúng ta rằng Thiên Chúa không có đem con bỏ chợ đâu. Ngài lo lắng cho chúng ta. Ba cái dụ ngôn ở trong Tin Mừng Luca chương 15, 1/100, 1/10, 1/2, nhấn đến số 1 là Chúa quan tâm và chăm sóc từng người một trên thế giới này. Ngài chăm sóc mỗi người trong chúng ta như thể là trên thế giới này chỉ có một mình ta thôi. Thế mà thế giới ngày hôm nay quá lo lắng, sợ chết đói, đã gạt Thiên Chúa sang một bên rồi tự cứu lấy mình. Cuộc đời mẹ Teresa xuất hiện, mẹ sống lời của Chúa, mẹ nhắc lại cho con người ngày hôm nay sống lời của Chúa. Lời của Chúa dạy thế nào? Tiên vàn anh em lo tìm nước Thiên Chúa trước và sự công chính của Ngài, còn tất cả các thứ khác Chúa chỉ thêm cho thôi. Cái món quà lớn nhất mà Thiên Chúa có thể nghĩ ra và Ngài có thể ban cho chúng ta thì Ngài đã ban rồi, đó là Đức Giêsu. Con Thiên Chúa là người. Thánh Gioan nói Thiên Chúa yêu mến thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài cho thế gian, để những ai tin vào con của Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Món quà lớn nhất, không còn cái món quà nào lớn hơn Chúa Giêsu được. Vậy cái món quà lớn nhất Cha đã ban cho chúng ta rồi, rồi Ngài chả lẽ Ngài đã ban chúng ta món quà lớn nhất như vậy mà Ngài lại còn chật hẹp với chúng ta, ăn gì, uống gì, mặc gì? Hay là cái hạnh phúc còn con của ta hay của gia đình ta, Thiên Chúa đâu có bún xỉn như vậy. Qua cuộc đời của mẹ Teresa thành Calcutta, Chúa nhắn gửi thế giới tục hóa ngày hôm nay là Thiên Chúa không có đem con bỏ chợ đâu. Ngài quan tâm tới loài người nhưng với điều kiện là phải sống lời của Chúa. Tiên vàn anh em lo tìm nước Thiên Chúa trước và sự công chính của Ngài, còn tất cả những thứ khác Chúa chỉ thêm cho thôi. Thêm là phụ, thêm là cho sau. Còn món quà lớn nhất và chính yếu Cha ban rồi. Ta còn lý do gì để trách móc Chúa là Chúa không quan tâm tới tôi? Có nhiều người trách với Chúa là tôi cầu hoài chẳng biết là có Chúa hay không, tôi cầu hoài chẳng được cái gì cả. Nên bởi vì đã không sống lời của Chúa, tiên vàn anh em lo tìm nước Thiên Chúa trước, còn các việc khác Ngài sẽ thêm cho sau. Tôi nói với các bạn trẻ trong lớp giao lưu nhân ấy, tôi nói nếu các bạn đón nhận Chúa trong gia đình cục của mình, bước đi trong đường lối của Chúa, thì Chúa sẽ ban cho các bạn yêu thương nhau, Chúa sẽ ban cho các bạn có sức khỏe tốt, có công ăn việc làm, giáo dục con cái tốt. Tất cả những cái thứ này là hệ luật của việc ta đặt Chúa ở vị trí nào trong tâm hồn ta, trong gia đình ta. Thế có những gia đình ngày hôm nay bận rộn quá thể, bận rộn lo làm ăn, không còn có giờ đọc kinh cầu nguyện, thờ phượng Chúa. Thì tôi nói rằng nếu gia đình nào
có giờ kinh tối trong gia đình thì gia đình ấy là một mái ấm. Còn nếu quá bận rộn, không có giờ kinh tối trong gia đình, không có thời giờ để tham dự thánh lễ. Nói này nó hơi khó nghe tí anh chị em. Anh chị em chịu khó nghe nhé. Khi mà chúng ta không có giờ, có giờ kinh tối trong gia đình thì gia đình trở thành cái giỏ cua. Cái giỏ cua là cái con nọ nó bung càng, nó kẹp con kia, để người ta chỉ kẹp nhau để mà chết. Cái giỏ cua là cái hình ảnh sống động để diễn tả tập thể của một con người không có Chúa ở giữa họ. Và cái nguyên nhân sâu xa nhất làm cho các gia đình ngày hôm nay không hạnh phúc và tan vỡ là các gia đình đã gạt Thiên Chúa ra khỏi gia đình của mình. Lúc nào cũng cấp tốc, lúc nào cũng tất bật, lúc nào cũng vật chất và kinh tế, bận rộn cho đến nỗi không còn giờ tham dự thánh lễ, không còn giờ kinh tối trong gia đình. Thì tôi nói mất Chúa là mất nhau. Thiên Chúa là yếu tố quy tụ con người, mà bây giờ không còn Chúa nữa thì ta mất nhau thôi. Đó là dễ hiểu giáo huấn của Chúa. Vậy thì cái dụ ngôn người Samari nhân hậu muốn nhắc lại chúng ta cái giáo huấn là bác ái vô biên giới. Và Chúa để cho mẹ Teresa thành Calcutta xuất hiện giữa một cái thế giới tục hóa, con người không cần Thiên Chúa, con người không cần ơn cứu độ, thì người ta chết đói thôi, người ta chém giết nhau để mà sống thôi. Một thế giới không được Chúa chúc lành. Ở Việt Nam chúng ta có Đức cha Joan Cát Xanh, một nhà thừa sai đến Việt Nam từ chỗ dẫn thân thành nạn nhân luôn. Đấy, bác ái vô biên giới nó là như vậy đấy. Rồi một dụ ngôn nữa muốn kể trước với anh chị em là dụ ngôn của một người không có lòng thương xót. Cái dụ ngôn mà cái anh chàng đó được lệnh phải thu hồi trả tiền nợ cho ông vua. Bây giờ khi vua ngồi xử thì người ta nói là anh ta nợ ông vua cho tới 10 yến vàng kìa, lớn lắm. Anh ta chả có gì trả cả. Vua bảo bán hết, bán vợ con, bán gia tài nữa, đi trả nợ. Anh ấy quỳ xuống van xin nhà vua, xin ông khoan giãn cho tôi sẽ lo trả. Và nhà vua thấy vậy động lòng thương và tha hết cái món nợ to lớn như vậy. Rồi trên đường anh ra về gặp người bạn, nợ anh ta có 100 đồng. 100 đồng là so với 10.000 yến vàng thì chả thấm vào đâu cả. Anh ta túm lấy cổ, trả nợ đây, không trả nợ đâu, đi tù cho đến khi nào trả nợ xong. Bạn bè coi thấy cái anh này xử lý chuyện này không ổn, đem câu chuyện thuật lại với ông chủ, với ông vua. Ông triệu tên đầy tớ lại: ta đã tha bổng cho người vì người đã van xin ta, tại sao người lại không làm gì lấy, tại sao người không xử lý như vậy đối với bạn bè của người? Và ông chủ nổi giận đem nhốt anh này lại cho đến khi nào trả xong nợ. Xong cái dụ ngôn đó, Đức Giê-xu nói, Chúa Giê-xu kết luận này: ấy vậy, cha thầy ở trên trời cũng sẽ xử với anh em đúng y như vậy, nếu như anh em không thật lòng tha thứ cho anh em của mình. Thế cái phiên của chúng ta là bác ái vô biên giới và thể hiện lòng thương xót của Chúa đối với anh chị em của mình là tha thứ cho họ. Chúng ta nợ Thiên Chúa thì lớn lắm, cái số nó là 10 yến vàng. Còn chúng ta nợ nhau thì cũng chỉ chừng 100 đồng thôi. Chúng ta có tội với Thiên Chúa, còn chúng ta có lỗi với nhau, nhưng mà Chúa đòi chúng ta phải tha thứ cho anh em, Chúa mới tha thứ cho chúng ta. Thì Chúa đi bước trước rồi. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy thì Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta. Tha thứ tội nguyên tổ và tha thứ cho những tội riêng mà chúng ta phạm từ khi có trí khôn cho đến bây giờ. Như vậy là Thiên Chúa đi bước trước, tha nhưng không cho chúng ta.
Rồi kể từ đó trở đi, khi chúng ta thành thật tha thứ cho anh em thì Chúa mới tha thứ cho ta. Bởi vì Chúa dạy anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Anh em hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người bách hại anh em. Chúng ta không có khả năng yêu thương kẻ thù đâu. Muốn yêu thương kẻ thù thì chỉ có một mình Chúa Giêsu thôi. Chỉ có một mình Chúa Giêsu ở trên thập giá. Thay vì chúc giữ cho những người giết Ngài, thì Ngài lại ngước mắt lên Thiên Chúa lạy Cha xin tha cho chúng. Vì chúng lầm, chúng không biết việc chúng làm. Chỉ một mình Chúa Giêsu là mới có đủ quyền năng để tha thứ cho kẻ thù. Còn chúng ta thì không có khả năng đó đâu. Xét về phương diện tâm lý thì một số những nhà tâm lý người ta nói rằng nếu bạn đưa hai quả đấm để nói chuyện với tôi thì bạn cứ tin chắc chắn là tôi sẽ đưa hai quả đấm để nói chuyện với bạn, nghĩa là chúng ta đánh nhau. Làm gì có chuyện tha thứ cho kẻ thù. Như vậy là chúng ta không có khả năng tha thứ cho kẻ thù đâu. Mà Chúa thì Chúa dạy là anh em ấy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người bách hại anh em. Vậy đâu là bí quyết để chúng ta có thể tha thứ cho kẻ thù? Thế trong đời sống gia đình thì chúng ta chả có kẻ ai là kẻ thù cả. Là vợ là chồng đầu ấp tay gối với nhau làm gì có kẻ thù. Ở đấy ở trong gia đình thì chỉ có một ông chồng khó ưa, có bà vợ khó tính, có đi những con đứa con hư hốt vậy thôi. Chứ có phải là kẻ thù đâu. Nhưng mà chúng ta phải đón nhận Chúa Giêsu và nên một với Ngài. Nói theo Thánh Phaolô, tôi sống nhưng không còn phải là tôi nữa, mà Đức Kitô sống và hành động ở trong tôi. Và như vậy chúng ta mới có khả năng yêu thương kẻ thù. Chúng ta thấy có những gia đình anh em ruột ấy, cha mẹ mất đi rồi thì chia của cải không đồng đều, rồi dẫn nhau ra tòa, rồi không còn nhìn mặt nhau nữa. Đấy. Không còn nhìn mặt nhau nữa. Chứ đừng nói chuyện yêu thương kẻ thù với lại gì. Phải có Chúa Giêsu anh chị em ạ. Phải có Chúa Giêsu ở trong chúng ta. Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà Đức Kitô sống và hành động ở trong tôi. Đức Giêsu ở trong chúng ta, rồi chính Ngài làm cái công việc yêu thương kẻ thù, yêu thương những người mà ta gặp trong cuộc sống. Còn ta không có Chúa Giêsu, ta không tha thứ cho nhau được, kể cả anh em ruột. Vậy thì ta phải đón nhận Chúa Giêsu thôi, ta phải đầy Thánh Thần thôi anh chị em. Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Đồ Đệ Nhị sau khi Ngài bị bắn, sau khi đã được chữa bình phục, Ngài vào trong nhà tù, Ngài ôm lấy anh Alikaka là cái người bắn Ngài để nói lên lời tha thứ. Người ta chụp được cái hình đó, và người ta bình luận rằng đây là cái tấm hình đẹp nhất thế kỷ thứ 20. Bởi vì thế kỷ thứ 20 là một thế kỷ con người chia rẽ và loại trừ nhau. Bây giờ lại có một người ôm lấy cái người bắn mình để nói lên lời tha thứ. Đức Giêsu ở trong Đức Giáo Hoàng làm công việc ấy. Đức Giêsu ở trong Đức Giáo Hoàng làm cái công việc tha thứ cho cái người bắn mình. Thế nếu ngày hôm nay chúng ta không đón nhận Chúa Giêsu, chúng ta không có khả năng tha thứ cho kẻ thù. Chúng ta không sống lời của Chúa được. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Anh em hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện đến những người bách hại anh em. Làm gì chúng ta có khả năng yêu thương kẻ thù? Các thánh tử đạo Việt Nam cũng vậy, là những người yêu thương kẻ thù. Các ngài ra và hát thánh ca trên đường ra pháp trường, chẳng hoa hô ai cả mà chẳng đả đảo ai hết. Đây là cái sự khác biệt giữa một liệt sĩ trần gian với một thánh tử đạo. Liệt sĩ trần gian là vì họ hy sinh vì đất nước, vì lý tưởng. Nhưng nếu hoàn cảnh đảo ngược lại, họ sẽ giết cái người kia. Còn các thánh tử đạo là những người bị người ta giết vì đức tin. Nhưng nếu hoàn cảnh có thay đổi thì không có gì xảy ra cả. Và nếu các ngài có bị giết, nếu các ngài có mở miệng ra thì lạy Chúa xin ban đức tin cho cái người họ giết con này, để họ nhận biết Chúa. Chứ các ngài không có mở miệng ra để hoan hô và đảo ai cả. Đấy là sự khác biệt giữa một liệt sĩ trần gian với một vị thánh tử đạo. Thế thưa anh chị em, thế thì thưa với anh chị em lúc đầu, đề tài lòng thương xót của Chúa rộng lắm, to lớn lắm. Mà chúng ta đụng vô cái giai đoạn lịch sử nào, đụng vô một đoạn lời Chúa nào, chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa ở đấy. Như bài đọc một ngày hôm nay, đáng lẽ là Chúa phạt dân,
Nhưng rồi thì Chúa lại tỏ lòng thương xót, tha thứ cho họ. Và chúng ta cũng vậy thôi. Vì chúng ta được mời gọi vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Do đó chúng ta được mời gọi đón nhận Chúa, trở về với Chúa để lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. Rồi đến phiên chúng ta, sau khi đã đón nhận, sau khi đã cảm nghiệm được tình thương của Chúa, cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa trên đời ta, thì ta xin Chúa biến đổi ta để thể hiện lòng thương xót của Chúa đối với anh chị em của chúng ta, để trở thành quà tặng tình thương của Chúa đối với anh chị em của chúng ta. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho lễ tế này nâng đỡ đức tin yếu hèn của chúng con, giúp chúng con vững bước trên con đường công chính. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã thương ấn định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn, để khi lòng trí được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cái Chúa sử dụng của cải chóng qua mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: Chúa.
Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, Lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Cha Phaolô, Tổng Giám mục Giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin nhầm lời tạ ơn và ban bình an theo ý nguyện của gia đình con cái Chúa. Xin nhớ đến linh hồn Maria Magdalena mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban đến những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha truy đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa.
Xin đói thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Mà Chúa kêu gọi để người con sống đời đời. Trời nơi miền xa vui men rượu cay, quên hết trong đam mê tình say đôn trọn tháng ngày. Hết rồi những đêm tìm vui bạn bè gian dối, mưa trong chiều rơi tê tái, mưa rơi trong lòng tôi lang thang đường đêm. Lê gôn tha phương nghe buồn thêm, ai hiểu nỗi niềm. Mái nhà ấm êm có mong người con trở về. Con nơi miền xa, nay con về đây, quên hết trong bao la vòng tay
ôm trọn thân gầy. Tiếng nhìm tiếng vui lẽ rơi, nghẹn ngào không nói. Ôi trong chiều nay êm ấm vui sao trong nhà ai vang cung đàn ca. Con mất nhưng nay cha tìm ra, trên đã sống lại. Hỡi người đứa con hoang đang cùng tôi trở về. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa được phúc chia sẻ bánh bởi trời, xin giải thoát chúng con khỏi vòng tội lỗi, để từ đây không còn bị lương tâm cắn rứt. Chúng con vui mừng hưởng ân huệ dồi dào Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra đi bình an.